hái sầu tiên trộm. Ủa, nói đầu tiên có đầu tiên luôn rồi đây hả? Rồi cái đó cái đầu tiên luôn đó hả? Rồi. Giấu rồi dẹp lượt đi đây. Rồi cái này là chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó nghe. Đúng rồi nè, đúng nè. Cột cho siết luôn, cột siết lại. Cột siết lại luôn đi. Cột cho. Cột cho chắc chắc. Siết vô đi, sợ gì đâu, siết vô. Nào ông nó ông la lử ra rồi thôi. Tâm tạng đọc kinh đi rồi còn không ngán nữa, siết dây nhầm đi. Siết rồi vô đi. Con lý do này nó có cái dòng sắt ở ngoài, mình cũng nó dễ, nó không có lắc. Con này nó chơi... Nó không có, nó chơi vậy. Thử coi, thử lắc lắc ngoài đi. Con gà nó lộn lộn nó rớt nha. Rồi chơi, chắc chưa? Chỉ cái đó trơn mà. Không đâu, cái nhắc rồi. Rồi. Cái lượt nó cháy đầu lại ơi. Cháy đầu lại. Cháy cái đầu lại. Đâu có chảy đầu đâu. Nhướng mắt lên trời này, nhướng mắt lên trời này. Nhướng mắt lên. Coi cho nó đẹp chút mà. Cái đầu gõ buồn trụ. Sao mẹ ơi, sao cái tóc buồn. Rồi. Rồi được rồi. Lúc này đem xuống. Rồi ra chỉnh cha đi, nó giờ cha chờ lâu rồi đó. Dẫn dẫn đi. Không mà đó ra chỉnh đi. Gãy gãy gãy. Gãy 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 gãy. Có xếp bằng xếp lại không? Cái xếp lại chút nữa xếp sao. Ông lấy thứ bản quên, lấy cái bồ cào cho bắt giới. Khòm xuống, khòm xuống. Khòm xuống, khòm xuống. Cầm xuống. Đây là cái phần xác mà ông tài vừa không? Cái đó vừa không? À, cái này vừa không? Cũng được ha. Hay là muốn dài một chút nữa không? Giống như vậy. Những các bạn đó thì mình hết trơn. Tất cả hả? Có lòng mô tay thì mình hết trơn. Trơn hả? Ờ, cảnh đẹp quá, đi ăn cái cảnh thiên luôn kìa đó. Hôm nay giống như giống như cái cảnh trong phim tại vô ký thật luôn, có mây, có núi, có các tứ đại thiên dương. Thì bên đó thì khán giả của anh chị em cũng rất là đông. Tại vì có anh chị em thì thấy những y phục ông tài bên ngoài thì giống như là cái đi mưu sinh gặp cũng rất nhiều. Còn hôm nay ông tài trước mắt khán giả đây là ông tài này là có phần tâm linh. Đúng rồi. Hôm nay chị Tâm Ngọc đã trợ duyên cho một cái bộ y phục như thế này để cho ông tài để sau này đi giúp đời đó. Ồ, ở đây khi mà mình quay ra nhìn giống hệt như là cảnh tiên. Cảnh tiên luôn chứ không khác nào luôn, có mây, có núi ha. Rất là đẹp, ở đây rất là đẹp. Có các vị thần, vị tướng ở xung quanh. Dạ? Dứa hả? Dứa cái gì? Nó chặt qua. Thầy đỡ cái gì giảm ra, giảm cao cao. Chưa dùng tới chừng nào thì dùng tới ở đây đi ha. Thì mình sẽ gửi đây. Thì mặc bộ đồ hoàn chỉnh vô hết rồi, thấy trong người sao? Có cảm nhận được cái phần của ông tài ông gần đây không? Hả? Có gì? Hơi hơi hả? À, ông tài chuẩn bị về đó coi. Làm gì à, thì giờ ông... nó bắt sổ lên cái áo này ông đang về đó, ông đang về tài đang về luôn. Thì đây là một cái xác bình thường mà sao tự nhiên lại như thế này thì tất cả xem mà cũng đã hiểu ha. Đây là một cái phần mà ông tài đã chọn đó. Thank you.
Anh tắt nhạc đó giùm đi. Tắt đó. Đừng bắt nhạc đó. Dạ. Dạ dạ anh đừng có bắt. Ông thầy kêu lên á. Ông kêu mình lên thì phải chỉnh với ông mới được. Có rượu không? Ở đây có rượu không? Có rượu chưa? Lấy rượu đi. Lấy rượu, rượu đâu? Mượn cái chung. Chào ông Tài, mượn ông Phở. Thôi ơi, em mượn. Bữa nay con về đây chỉnh ông nha. Ông kêu về, con về đây còn có mặt đây rồi đó. Ông Tài mừng à. Có lẽ là ông Tài mừng à. Hôm nay có bộ đồ đẹp quá. Đội một đồ quá đẹp à. Ông Tài mừng. Ông Tài vui quá. Lầm cái đó lên. Lầm cái đó lên. Nút cái đó cái nút. Cái đó cái nút. À, cắt cái nút đi. À, đừng có rụng. Này vui không? Vui quá trời, mặc đồ mới ha, đẹp quá ha. Trai rồi. À, nhìn vô đầu rồi. Quá mừng rồi. Vui không? Ui. Nam vui mà bữa nay về đám đủ vui nha. Mời ai đó. Mời ai đó. Tăng. Cái gậy ăn cái gậy. Cái gậy. Phải là phải đâu vậy gì vậy? Nhờ gì? À. Siết quá vậy. À, mở cái áo ra. Mở cái áo áo đó ra thôi, cái cọng dây đó nha. Mở cọng dây đó ra. Mở công dây đó ra cho nó thoải mái. Rồi. 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 Cái gậy đâu rồi? Chưa nào cũng nhờ cái gậy. Gậy phải không? Nhổ lông. Nhổ lông lấy gậy. Đúng rồi không? Rồi. 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 Cái con. Cái cây đó không? Rồi. Cái rồi. Có cây nào không? Kìa lấy cái cây đó kìa. Kìa. Cây đó kìa. Rồi ok. Cây đó mới được. Rồi. Bự quá hả?
Không, cái đó, à, cái đó được rồi, cái đó được. Rồi. Đây chút xíu à. Để nữa em sửa đi. Để em sửa. Đây cứ để em nữa em sửa. Cũng như ông xã hôm nay vui khi mà được cái bộ y phục này đó các bạn. Sỉnh nè, sỉnh nè. Sức 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 cộng dây luôn. Anh lại cột rồi cho ông cộng dây chứ. Đâu luôn. Không phải cái cộng dây bên trên nè, cộng dây trắng nè. Dây trắng nè Phan đi cột cộng dây trắng cột vô. À cột vô, cột chắc vô. Cột chắc vô. Ông đại ông sỉnh nè. Đây. Ở đây là tại vì ở đây nắng quá cả nhà. Rất là nắng. Hít. Cho tránh ra chú. Bộ đồ không phải là bộ đồ. Đi học đó. Phải đồ đẹp biết chữ hơn. Giờ trái cây đưa giùm trái cây về trái cây. Cái nho này, cái nho này. Rồi đưa ông nguyên chùm nho luôn. Ăn miếng trên anh. Miếng trên á. Có trái táo không? Cái đó. Tháo ra luôn đi, tháo ra đi. Ồ, gì đi, rồi để gì đi. Ăn gì thôi. Cái gì vứt lên kìa. Tỉnh gì vứt. Vứt chừng chua không chịu ăn ha. Không phải cái táo gì không có đem ra gì á. Đem tỉ lọc. Tỉnh nguyên dĩa đi. Nguyên dĩa tỉ lọc. Rủ. Cái táo rồi. Ủa, không chịu đâu. Cái gì đó? Kiếm gì đó? Kìa đó là ly rượu đó. Rượu. Cái đó rượu hay nước lạnh chứ? Rượu thiệt luôn hả? Họ uống họ không say. Hoa 幸好啊幸好行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 啊幸
Thôi thầy. Không có được. Uống rượu thôi đừng đương này, ở đây có cần gì ta không? À, có ai cần giúp gì đó thì bây giờ mời cô này đi. Bữa nay ông mời con ha, về đây đón ông nha. Ông chỉ mà con cái giò con nó đau á. Cầm nó đi. Giò con nó đau đây nè, bữa đi làm từ thiện nha, vậy là bị té tới nay là không hết, nhức hoài. Được ta rồi. Không mà. Con chút kế rồi lại làm lại với nó.
tại những cái bộ đồ người ta mới tặng gia đình cho nên thì cũng chưa có biết chứ. Tại vì cái này là tự nhiên trùng hợp như chứ không có phải là dàn cảnh trước. Dạ. Để nhiều khi đó, khán giả dạ. Nhìn con coi có phần không? Phần này á. Sao? Ngày coi cái phần xác nó phần phụ nữ là sao? Ngày nói nữ biết luôn đi. Về nhà đúng như cho cũ rồi. Bà tố cô theo. Mình nói ngày coi ra mấy vậy. Coi thử con mấy vậy. Mấy vậy đi theo. Nói cho ba vậy. Ba vậy. Ba vậy. Có ở ngoài không? Có ở ngoài không? Ngoài của quyền á. Có. Này vậy là ở ngoài là ai nghe nói luôn cho xác quyết luôn. Có quan Thế Âm Bồ Tát không? Mô Phật. Xin xin á, phủ phiền á. Thảo phong hờ xin xin, hổ xin xin xạ, cứ hờ hờ, ư mi phở phở. Tan khô khiên khích khải. Thảo phong. Tức 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 tức. Thảo phu xì xìm. Mô Phật, xin xì phổ à. Hắn xài. Theo Phật. Giáng tu. Nữ này còn nóng quá. Nói một cái ai cũng vậy. Một chút 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 chút. Chữ nào đó là chữ nào đó. Ông tài nói gì có không nghe. Ông tài dặn cái về là dịu lại liền. Nước đi. Nước mát đi. Cho nhỏ là cho nhỏ. Sao con mắt con nó nặng quá vậy? Đưa cho ông Thanh. Sao con mắt con nó nặng? Để nguyên chai giống rồi. Để nguyên chai, nguyên chai là giống. Đừng đưa góc ra mà. Không mà đó. Ông làm chẳng làm gì. Rồi quen rồi. Làm cho. Này ta chỉ cho nữ làm thì phải có vẻ có dắt cặp mắt này để lâu dài khí hậu khu phường khờ. Đây ra. Giữa mặt quá. Rồi giữa mặt. Vô đi. Là xong rồi. Con ông thổi hai cái lỗ tai con làm phép là thổi cho hai lỗ tai con nó đừng bị ù nó cái tai này nó bị ù quá thiệt. Nghe coi nữ làm sao? Coi sao mà nó bị u dữ vậy ông? Nữ nó phải mình thử không? Từ nó thiệt chứ không nó giỡn. Thầu xe xin xe quá khử khử. Lâu rồi mấy năm trước rồi. Hai năm rồi.
sao mẹ thấy sao, thấy nữ lên sao nói cho nữ biết, nữ gầu lắm, nữ tính đi chợ gãy đó. Gầu sao không giúp đâu, nói thiệt cái mũi nó không nói có gì đâu cái gì. Thấy có gì không, đâu thiệt hay đâu giả. Lớn tung ta trí đang thử trong vòng ngày mấy ngày nay. Nói khỏe rồi đó, khỏi đi chơi gãy rồi đó, khỏi kiếm tiền. Trong 4 ngày đó là vậy đó. Là con hết rồi, con thử không ha. Thử không, chơi gỗ. Rồi con vô bắt tay cái, bắt tay về cho con hết rồi. Ngoài không ly rượu đấy. Ừ, đây là ly rượu nè. Không đây là ly rượu, ly rượu nè. Rượu bây giờ hai thầy cho mình uống một ly ha. Rồi giờ bị bự quá. Bà sư phụ. Nữa đi sư phụ ơi, nhiều quá. Đưa vô xe tăng, chém bò. Thôi giờ đi cho xe tăng chém miếng. Rồi rồi. Ờ, chịu nhiều quá nó đi xe tăng. Không thèm ghê, chết cái mà không chịu đưa. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi, nè con miếng, con miếng nha. Rồi xong. Rồi tiếp tục có ai nữa không? Sẵn có cái viên ông Tài về đây nè, có ai cần giúp thì xích 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 dây lại giùm, xích dây lại giùm. Xích xích buộc buộc con dây lại giùm, buộc con dây lại giùm. Rồi 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 xong rồi sao đó. Con hỉ vô kìa. Ờ, bộ đồ này hài lòng không không? Hài ha. Thích bánh này. Hài bút. Đấy, cái thằng khác này. Dạ. Đêm để nó làm cho má ra má tính. Dạ, dạ. Lỗ tùm ta luôn luôn đồ ta chúng sinh. Dạ. Tha sẽ xí hừ hừ. Ừ, mi phò phò. Không, không, từ người. Một. Nhường cho chị này đi dò nè, đang đau nhiều nè. Dò nè, có dòi không? Mà cô uống thuốc rồi sao không hết? Kia có không? Thì hôm nay ông Tài về thì không giúp hết. Sao hả? Sao anh xin hùng? Nóng gần hết trơn nè. Có một thằng nhỏ đều dớn lên thì không nổi. Cho nó theo cái ông cụng tự này mới được. Tức là cho cái dòng nó theo Phật. Tan sát nó luôn. Nó có gỡ tu thôi chứ không anh tan sát được. À ở đây chỉ gỡ tu thôi chứ sao mà đánh ta. Ông Tài sẽ giúp được. Hồ sĩ hộ pháp của khách sĩ sinh 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 sinh. Ồ, thô sĩ hò, hên, hò sĩ khờ khờ khờ, ồ cú. Xong thì. Ông
gỡ lên gỡ ra à, gì là được à. Không phải là mới này. Chào hòa khó xí. Dạ hậu. Nấu mâm trời cúng cho cổ nguyện trước. Dạ cho cổ nguyện theo dẫn nó lên đây. Cái ông bụng bự đó sẽ giúp cho. Ông thì thương con đích dữ lắm. Rồi vô đó rồi là chị ơi xanh rồi. Con ơi. Ủa ông ơi con nói con mà chị làm ăn của con sao chặt chặt hoài ra mua bán ba hồ gì ba hồ khác thì chỗ đó bán không có được. Có bữa thì đắt lắm, có bữa thì ế. Ông cho con làm sao cho con bán một làm cái chuyện đó con làm ăn có được không vậy? Con buôn bán có được không? Nói là con làm chuyện khác. Gì bán gì cho lấy tiền lấy tiền ra thì không làm thu phụ sĩ sĩ xin khẩu hư xin thu phụ khẩu sĩ sĩ. Tiền nó để trong mình đó. Quên lấy 10.000 mua số. Năm nay nữ có tiền có vàng nhưng phải khéo mà giữ. Nhiều không anh? Mà giữ như vậy. Rồi, nhiều không? Tiền nó vàng giữ được đưa cậu giữ cho. Gì hết cậu giữ dễ lắm. Nó không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Cha mẹ cho con. Cho bên cũ quyền à, không có xin cũ quyền. Cho phải ông cũ quyền không cho hả? Sao không phú khử xí yên thầu thầu khư khư hiền sĩ ông xin chung thầu xin chung bố mà sang phù á sang khờ xí xạ thầu phú khử xí khử trang lý dân hả sang mô á chân lý hi khử nữa câu về câu giải thích cho à, rồi. Cảm ơn. Ờ, bây giờ cho hỏi nhà cái phần này ha, bây giờ là cái phần của một tí hình tượng á. Dạ mà cũng tính hàng ngày đó. Dạ. Chạy lên nó có xác cái xác của ngày về đó, tính thỉnh ngày lên thờ mà giờ cái bệnh nó khó quá, bây giờ ngày có thấy là cái chuyện của ông Chí bệnh nó có khó khăn cho nó không? Có ai làm khó nó không? Khó khăn thì chỉ lúc đầu. Một Phật. Ơn trên cũng đang thử cách đó mà. Không sao á, không sao á. Rồi ngày coi hai cái mà đứa em mình, hai đứa mà sát nam này nó đi quay đó. Nó cũng bị khủng bố bản rồi đó, giờ tự tới đây nè. Rồi ngày thấy coi hai đứa này nó có làm sao không? Hổ. Nhắm có xe ra mời không? Hổ. Thấy diện xin. Không sao á, không sao á. Không chào tôi mừng giùm cho nó. Ô, của xe thấu hổ khu. Ngày nay nó cắt clip của ngài luôn rồi. Hồ phu. Đưa lên đâu. Cỡ gì cũng biết nữa. Đâu có gì đâu mắc cả. Hồ. Còn ai nữa không? Thanh đi. Hồ xin đi. Để tôi. Vô ai vô hỏi nha. Phật luôn này. Bánh đó mình nói vô đây. Không gặp dịp, không gặp dịp. Bánh gì? Nhất hai cái đầu gói. Xin
nếu tao đấm mạnh vào đây có đau không? Kháng chịu đau nha. Khánh ra ngồi lên đây ngồi đứng đây mát mẹ. Số phụ. Nghe thấy không? Đây nè. Không chạy chở. Nghe chưa? Xin chào Phong. Xin. Là sao? Đốt nhang, đốt nhang, đốt nhang, đốt hương. Đốt nhang, đốt nhang. Chị lấy ba cây hương. Cũng tùy theo cái phần mà để ông thầy ông chị. Sấy sóng phô phô khởi chiến lên chiến chi đầu. Phong hồ xếp hồ tí tí xin. Sấu phô hồ xí tí, sấu phô hồ. Đâu lấy điện thoại đi. Tin. Hãng lấy điện thoại quay cho coi mà cũng má mà. Về xin nước cam lộ của mẹ mà uống. Ở nhà có phải không? Nhà cúng tối cúng. Thô xin thô xin thần. Anh vô đây. Xin điên. Là đệ tử Thanh nè. Dạ hôm nay có duyên để gặp ông thầy ở đây. Cái nhất thì nhờ ông thầy nhất thì cũng cái phần xác này cũng lúc cũng mệt mỏi quá. Thì cái phần xác này đi con đường này có đúng hay không? Và một phần nữa là cũng có phần xác này có tốt hay xấu cho biết xác sửa. Lúc tốt lúc xấu. Dạ. Thổ xin chỉ hậu hư. Làm đúng. Đừng có sợ. Làm sao mới đáng lo. Nhưng mà làm đúng hơi nhiều. Thô xí xì hiền hiền. Thô phú 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 xí. Lỗ tôn trục thiệt may mắn được làm ăn làm đâu được đó.
Sừng có phải lo. Sống khổ 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 chuyện đó chỉ là thử trong hai tháng nữa bên kia sẽ có thể kêu người qua đăng này đăng nọ rồi hai tháng nữa được ha thâu sĩ sở phu khổ khư mai thâu xin. Nói tiếp nó tốt nghe. Dạ con đi xuống sao mà ứng ứng mạnh mạnh mỗi ốc như gà chân. Bây giờ mình giúp một phần nữa mình xuống ngay ngại. Đang đứng phía sau sang xuống mờ mờ áo áo. Lạnh từ đây dạ, đây nè nổi ốc trần luôn. Cho một chân tủ á, cho chung rượu, cho một chung rượu. Dạ. Xin một chung rượu. Đó, cái ly nãy bay đây đâu vậy? Con đang ướt này cậu ơi. Đây rồi. À, đây. Thí hậu phô xin, thâu phủ phô xin. Uống uống nghe nói luôn đi cho phần Nam biết luôn. Nam nhiều khi mình nói chuyện với vợ nghe nó dụ nữ này đi theo Nam có phần nữ đi theo phần nữ ấy nữ ở ngoài hay trong có quyền ở ngoài ấy, trong gia đình ở ngoài hồi đó giờ có quen với bà nào không? Nhớ là sao? Thâu xí xíu khí hù. Thâu không? Nhưng mà đảo quá khó xí. Ốc nổi quá trời. Không thể nói được. Chỉ sang câu tứ mình gỡ cốt thì tứ mình gỡ. Quang gia trái chủ. Tức là tự mình cột rồi tự mình gỡ. Có gì mất bảo. Chứ là thâu phú khổ xí đi. Anh chưa phụ cư chưa thấu phúc hợp chị thấu phúc hợp chị 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 ở đây một ngày trình với ông này đi. Cho thiên binh thiên tướng mà lôi đi Nam mới phải đi tới nơi thì Nam cũng không muốn thế thì có hiểu không? Tức là anh có hiểu ông Tài nhắc gì không? Dạ kêu mà trình đây cũng lại á thương binh thương tướng dắt người đó đi cho anh khỏe đó hầu phô si hầu tức là ngày đi nè ngày đi ngày đi à rồi chào ngài á dính đó lên đó mệt dữ rồi đây là lâu á tức là chuyến này về giúp nhiều quá phải không? Đỡ lên tiếp mấy siêu huynh. Vô mát, thích vô mát chút.
đưa vô trong, đưa sát trong chút. Nếu mà giúp ít thì cái thằng lực thì còn ha, nhưng mà nhiều khi giúp nhiều quá. Bên đó này, chỗ nào bắn máy. Không ngủ nữa. Không ngủ nữa. Ngồi khiêng tay luôn. Để. À, đem lên cho cho mát. Em cho. Chứ có là phải rồi, ông tỉnh rồi, ông tỉnh rồi kìa. Ông tỉnh rồi, ông tỉnh rồi. Có xe rượu nữa, trong đây có xe rượu nữa. mở tiếp đi mấy sư huynh đây, mấy sư huynh này trong đoàn có thầy mở tiếp anh trời ơi, nãy giờ mỗi lần tài xuất ra thì vẫn nãy giờ ông giúp mấy ông mở giờ ông xỉu mấy ông mở đi tiếp không giống ông tài luôn. Mở hết luôn đi. Trời ơi, nó khỏe. Đỉnh đủ quá. Đó lắm. Mở luôn. Mở hết luôn đi, toàn một mở hết. Trời ơi. Mở bánh. Lột hết luôn, chừa cái áo trong là được rồi. Lột hết luôn. Mở nhẹp áo luôn á. Tại vì cái này ổng giúp nhiều quá cho nên cái giống như cái phần lực nó tổn hao hơn nhiều. Kìm tay á, có kìm tay á. Kìm tay nằm á. Cái tay này ra đi chỗ khỏe. Cho nó kìm tay luôn. Cho lưng luôn. Còn miếng má không gà. Gà gà chị ấy giùm ổng đi giúp chị. Đủ dữ rồi. Ơi chừng té luôn á. Mở ra đi. Mở ra đi. Có thể té. Rồi. Ơi.